Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng các chương trình mục tiêu quốc gia và Ủy ban nhân dân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức khai mạc trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP tỉnh Thanh Hóa nhân dịp khai trương du lịch Sầm Sơn năm 2021. 51 sản phẩm OCOP của 48 xã thuộc 12 huyện thị xã thành phố đạt từ 3 sao trở lên được trưng bày tại thành phố Sầm Sơn đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan mua sắm. Đại diện cho các cái cơ sở sản xuất và cũng như các cái sản phẩm của Thanh Hóa thì hợp tác xã OCOP ra đời để nhằm mục đích để giới thiệu các sản phẩm, những cái sản phẩm đặc trưng của vùng miền và những sản phẩm có chất lượng cao để cho các du khách về đến thành phố Sầm Sơn cũng như là tỉnh Thanh Hóa để làm sao mà cho đến cái biết được những sản phẩm đặc trưng vùng miền và những sản phẩm chất lượng của Thanh Hóa để đưa đến du khách cho mọi miền trong Tổ quốc cũng như trên thế giới. Chúng tôi rất là vui mừng vì đây là một cái cơ hội để cho các cái doanh nghiệp, các cái sản phẩm đặc trưng, đặc sản của Thanh Hóa giới thiệu đến khách du lịch và bà con nhân dân trong tỉnh nhà. Sự kiện này là một sự kiện lớn của thành phố Sầm Sơn và chúng tôi hy vọng rằng là sự kiện này các doanh nghiệp sẽ thúc đẩy cái việc truyền thông quảng bá cho người dân biết đến các cái sản phẩm của Thanh Hóa nhiều hơn. Thanh Hóa hiện đã có 76 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 12 sản phẩm đang được đề xuất công nhận và 2 sản phẩm đang được đề xuất là sản phẩm OCOP 5 sao quốc gia. Việc trưng bày sản phẩm tại thành phố du lịch Sầm Sơn lần này sẽ giúp các chủ thể có cơ hội quảng bá, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP. Trong thời gian tới đấy, thì chúng tôi tiếp tục sẽ tham mưu cho cấp ủy rồi cho chính quyền và đặc biệt là đồng hành cùng với các chủ thể OCOP sẽ đẩy mạnh hoạt động truyền thông tuyên truyền. Sau đấy thì sẽ tiếp tục khuyến khích các chủ thể trên cơ sở các cái sản phẩm mà hiện có sẽ tư duy phát triển các sản phẩm mới và tạo ra sự đa dạng sản phẩm tại địa phương. Cũng trong khuôn khổ trưng bày giới thiệu sản phẩm OCOP lần này sẽ diễn ra hội thảo kết nối giao thương sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia OCOP. Đợt trưng bày và giới thiệu sản phẩm sẽ kéo dài trong 10 ngày, từ 24 tháng 4 đến mùng 3 tháng 5 năm 2021.